Studio. Hôm nay chúng tôi đã có một buổi ghi hình ở tại trường Green ngày Noel. Bạn Yến đang chụp ảnh kia rồi. Và Huy Anh đang xét lại máy quay một chút. Anh thế nào? Có hai con sóng 6.300, 6.500. Rồi, đây các cô đang set up đồ. Bây giờ là 9 giờ, phụ huynh ở rất là đông rồi. Chúng ta sẽ đến buổi lễ. Một chừng các cậu bé Noel xinh dã man luôn. Rồi, phần sân khấu này tuyệt vời luôn. Oh, hôm nay là Noel và nhà trường đồng tổ chức với lại sinh nhật tháng 12 cho các cháu, nên là số lượng cần phải chụp rất là đông. Mình cho một buổi sinh nhật thôi chúng tôi đã phải chụp đến 20 cháu rồi, chưa kể còn các lớp xung quanh nữa, mà bây giờ còn kết hợp Noel, các cô cũng rất là bận. Ôi, một vườn ông già Noel, một vườn những cậu bé Noel, xin lỗi, cô Tè cũng chịu được. Đó, khu vực sân khấu tan tác rồi, mặc dù trên chương trình chính còn rất nhiều bánh nữa sẽ được giải khắp cái bàn ở đây đấy. Và chúng ta xem MC và chị Huế hiệu trưởng đang thống nhất lại kịch bản một lần cuối. Chưa đông rồi, tôi đã thực hiện xong một số cảnh tỉa hắn và Huy Anh với nào. Huy Anh và Yến với Lan đi quay hơn lớp hẹn dòng thang lớp đó. Yến đã bị lôi ra đây rồi vì nhu cầu chụp ảnh ở trên sân khấu rất lớn. Ok, tôi sẽ đi chuyển len một cái len gần hơn một chút và để đi quay những cái bánh này. Ok, Huy Anh sẽ chủ nhà sân mới, giơ tay các con ơi. Nào đi nào, hãy đi vào lớp lớn lớn gì. 1, 2, 3. Nhiều bàn quá. Đấy. Rồi, Hoa đi tiếp một lớp khác, một cậu bé Noel đang nằm ở đây. Quay rất sướng. Trẻ con ăn đi ghê. Rồi, đây là một dịch trục khác, đây là một góc khác và chúng tôi sẽ ghi hình từ góc này lên đảm bảo tất cả các cháu đều có mặt. Huy Anh nhìn Huy Anh nào. Rồi, đây là bé tên Huy Anh, bé xin Huy Anh. Còn đây là Huy Anh số trai. Huy Anh nào, mắt nhíu thì sao ạ? Rồi, chúng ta có thể thấy là rất nhiều bánh đã được bày lên, gần hết là bánh rồi. Bàn bày hai cái mà không đủ luôn, chúng tôi phải kê thêm rất là nhiều bánh cầu kỳ. Phụ huynh đã chuẩn bị sinh nhật cho con. Và bây giờ tôi sẽ đi quay hết cái đống bánh này, cho vào highlight không thiếu một cái. Đâu, chúng tôi vừa chụp một vòng các lớp cùng ông già Noel và sau đây sẽ là ảnh các bé sinh nhật ngày hôm nay ở trên sân khấu. Đứng từ trên nhà được này, chúng ta có thể thấy là toàn bộ phân cảnh ở trường Green đáng đông, đáng yêu thế, rực rỡ một góc trời luôn. Bây giờ là 10:30 rồi và chúng tôi đã kết thúc buổi chụp. Thế nhưng mà vẫn còn một số cháu chụp đơn. Rồi thì anh đã thu máy rồi, các cháu được ăn uống và như có tư để chiến đấu ở trong khu đây theo yêu cầu các quý phụ huynh và các cô giáo. Rồi, và tôi sẽ thu đồ kết thúc buổi chụp ngày hôm nay. Sẽ rất có rất nhiều hình ảnh cu te đáng yêu ở ngày lễ Giáng sinh này tại trường Green. Cười trên mặt cu
như anh đang bị quay. Các cháu nặng đúng không? Wow, lỡ cầm cả mát thì nặng quá. Chuyển rồi ra đây cầm nhá. Đấy, một bộ tay rồi chụp mang rất nhiều đồ. Nhìn funny đây, lên xuống phút cuối cùng. Thà đi em ơi, ra trước đi, ra rộng nào. Bye bye Bob. Merry Christmas. Này đây rồi. Dép đi rồi. Hey. Và chúng tôi đã kết thúc buổi quay và chụp ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị tạo cho chị Yến một bất ngờ. Và 1/2 nhá. 1/2 nhá. Rồi ok. Huy anh đã sẵn sàng chưa? Tôi đã. Huy anh đã test trước rồi đấy, chắc là hiệu quả lắm. Nào, vừa lấy chị Yến nó nháy cái. Sẵn sàng chưa? Chị sẵn sàng chưa? Nào. Nguyên anh nào, chuẩn bị 1, 2, 3. Ờ? Nhạt quá, Huy anh nhạt quá.